14. Phẩm áo giáp đại thừa. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như nói Đại Bồ Tát là người mặc áo giáp đại thừa, thì thế nào gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa? Phật dạy: Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát mặc áo giáp bố thí ba la mật đa, mặc áo giáp tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, thì này thiện hiện, như vậy gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Nếu Đại Bồ Tát mặc áo giáp bốn tịnh lự, mặc áo giáp bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì này thiện hiện, như vậy gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Nếu Đại Bồ Tát mặc áo giáp bốn niệm trụ, mặc áo giáp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì này thiện hiện, như vậy gọi là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Nếu Đại Bồ Tát mặc áo giáp nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, bản